đây dài luôn con ơi. Rồi, ngồi đi. Vâng. Bảo bà, nhưng mà bà bảo bà khỏe bà mới lên, không mà yếu bà không lên. Rồi, ngồi khoanh chân lại đi, đặt điện thoại chỗ nào đấy cho thầy nhìn thấy tất cả mọi người. Dạ vâng. Chịu. Chào bạn. Con chào. Xin chào, xin chào. Chào thầy ạ. Dạo này khỏe mạnh thế. Vâng. Covid con không lên được gặp thầy đấy. Thế à. Rồi. Vâng. Thế cô này là cái gì của mình? Cháu dâu ạ. Cháu dâu ạ. Vâng ạ. Nhìn bụng con đây này. Đấy, bệnh kinh chưa? Thầy giúp gia đình nhà cháu với nhá. Bụng bệnh mùa nó làm cho to bụng ra hả? Mà con bị sơ gan tim ấy, nhưng mà đi chữa chẳng khỏi gì cả. Ok. Vâng. Đi họ bảo là không tìm được nguyên nhân. Rồi, hôm nay sẽ tìm nguyên nhân. Thầy cố gắng giúp con này nhá. Rồi, ngồi nhắm mắt đi để thầy giải nào. Thầy nhìn thấy tất cả người nhà con chưa? Rồi, nhìn thấy rồi. Ngồi nhắm mắt đi, thầy gọi hồn họ lên nào. Nhưng mà để thế thầy nhìn thấy mỗi cô thôi. Bây giờ cho nó nhập vào mình trước đi nhá. Vâng. Nhập vào con đi, nhắm mắt đi. Xin phép quan thần linh cai quản tại Linh Quang Điện cho phép các vong linh ở đất Tiền Duyên và các bé đỏ theo chị sinh Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời vong tại đất Tiền Duyên và các bé đỏ theo chị sinh Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời các vong linh tại đất Tiền Việt Nam và các vong chân linh bé đỏ theo chị sinh Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng mượn ghế người trần gian. Mời các vong linh mượn ghế ra chủ nào. Mẹ vong. Linh đất gia chủ không? Mẹ vong. Mong về, mong sang tai lai lời cho gia chủ biết. Vong ở đấy lâu, ở đất lâu chưa? Mời vong nhập sâu lên gật đầu thầy xem nào. Vong linh gật đầu cái nào? Tất cả các vong linh. Rồi, lên đi nào. Hôm nay thầy giải cho nào. Thầy chữa bệnh cho, rồi chữa thoát nhá. Chữa bệnh cho đỡ khổ. Rồi, nhập sâu nữa lên nào. Nữa nào. Tốt nào. Rồi, lên gật đầu mạnh cho thầy xem nào. Con lên con gật đầu đi. Con lên con gật đầu một cái để cho thầy biết, thầy giải cho nhá. Thầy giải cho vong đi. Tu học để tái kiếp làm người. Gật đầu một cái thầy xem nào. Con chào thầy đi. Chào gật thầy. Mạnh lên. Hôm nay thầy giải cho hết đau bụng to bụng nhá, rồi siêu thoát nhá. Các vong linh nhá. Đấy, còn bé đỏ thì thầy cầu siêu cho để siêu thoát, đừng ám vào mẹ nữa, để có sớm đầu thai tái kiếp làm người. Tiền duyên thì siêu thoát đi, vì mình cô ấy đã có chồng rồi, lớn rồi. Còn các vong linh tại đất đây này, hôm nay gia chủ nhờ thầy giải vong hóa cốt ở đất này đi cho các vong linh siêu thoát, không phải ở đây nữa. Ở đây không có tên, không có tuổi, không ai cúng bái cho các vong linh cả, để thầy siêu thoát cho các vong linh nhá. Đồng ý xin gật đầu mạnh nào. Hôm nay mong gật đầu đi. Nữa nào, gật mạnh cái nữa nào, để thầy chữa bệnh cho. Con lên con gật đầu cho thầy đi, để thầy cầu siêu cho siêu thoát. Con nhập sâu vào đi, xong là bắt đầu là vong gật đầu đi. Để thầy cầu siêu cho siêu thoát. Đi tu học tái kiếp làm người, để chữa bệnh cho.
Đúng vậy. À, con gật đầu rồi hả? Ừ, con chào thầy. Rồi. Ừ. Con ở đất lâu chưa? Chào Phong. Nói chuyện với gia chủ một lúc đi rồi xong thầy nói chuyện với vong linh thầy xử lý nhá. Nói đi. Con ở đất lâu chưa? Hả? À, lâu rồi hả? Gia chủ ra đây nói chuyện với vong đi, hỏi vong đi. Thế vong có phá gia chủ không? Hậu rồi mẹ hậu ốm đau là do vong đấy hả? À thế hả? Thế thì hôm nay nhá, thế là gia chủ làm lễ nhờ thầy Cao Anh để giải cho vong đi tu học tái kiếp làm người, thì để đi tu tập nhá, để tái kiếp làm người. Thế vong tha cho gia chủ nhá, để gia chủ được khỏe mạnh nhá. Vong có đói không? Vong có đói không? Vong có oan gì không? Vong có đói không? Vong có khát nước? Đi lấy cho vong chén nước, mời vong chén nước con. Nên đưa cho vong chén nước. Đây nào, vong có cần gì là để gia chủ nào? Vong vong có thiếu gì không để gia chủ biếu cho? Thiếu tiền vàng không? Vong có thiếu tiền thiếu vàng không? Đâu đưa nước đây, mời. Rồi, thầy sẽ cho quần áo không? Mời vong chén nước nhá. Mời vong này. Vong có thiếu tiền thiếu gì không? Mời vong chén nước. Vong cứ nói để cho gia chủ biết, gia chủ sẽ gia chủ sẽ cho vong. Thế. Thế thì để thầy làm lễ xong là thầy cầu siêu cho vong nhá, biếu tiền vàng. Thế vong có thiếu gì nữa không? Vong có yêu cầu gì của gia chủ không? Vong khai khẩu nói chuyện với gia chủ đi. Bởi vì gia chủ yếu lắm rồi, ốm cả bố mẹ rồi là con dâu ốm cả. Cái đấy tử vong hả? Thế đúng rồi, thế thì gia chủ biết nỗi rồi nhá. Gia chủ biết nỗi rồi thì trước nhất là không biết, mà người trần không biết thì là gia chủ xin lỗi vong nhá. Thế thì bắt đầu là cũng vì thế mới biết vong ở đây, mà không biết đến vong thì hôm nay mới nhờ thầy Cao Anh để thầy Cao Anh giải cho vong nhá, để cầu siêu cho vong, vong được đi tu học tái kiếp làm người. Thế vong tha cho gia chủ nhá. Mẹ cháu tên là gì? Trịnh Thị Trì. Mới lại Vũ Trung Hiếu, à Vũ Trung Hậu. Mới toàn ra toàn người trong gia đình được khỏe mạnh nhá. Thế xin lỗi vong. Thôi cảm ơn vong, cảm ơn thầy. Hiếu ơi, gia đình sẽ đãi vong. Thế quần này vong sẽ gia đình thì vong tha cho gia chủ nhá. Còn từ nay thì đi cho gia chủ, vong tha cho gia chủ, phù hộ cho gia chủ, cho gia chủ Trịnh Thị Trì và mẹ là Trịnh Thị Trì và gia chủ là con rồi nè. Vũ Trung Hậu, Trung Hậu được khỏe mạnh, anh cứ đi được khỏe mạnh nhá. Vong tha thứ cho gia chủ, vong tha cho gia chủ nhá. Thế lại vong. Thế cảm ơn vong, gia đình cảm ơn vong và gia đình sẽ đãi ngộ vong, vong yêu cầu gia đình đi nơi đến chỗ nhá. Thì cảm ơn vong nhá, vong phù hộ cho toàn gia đình được mạnh khỏe nhá. Vong ăn miếng bánh nhá. Vong ăn cái bánh. Con lấy cái bánh để mời vong. Thôi thì âm dương cách biệt, không biết gia chủ không biết có vong ở đấy. Thì thôi hôm nay thì nhờ thầy lễ cầu siêu vong, gia chủ có miếng bánh để mời vong, mời vong vong ăn miếng bánh nhá. Vong ở đây lâu chưa? Chắc lâu lắm rồi hả? Thế gia chủ biết. Vậy
khi đây là đang bị chú chim nổi vòng ở vòng qua tìm vòng. Phong có nhớ tên Phong là gì không? Để ra chủ biết. Không nhớ hả? À, không nhớ là gì hả? Thôi ai vong, vong ở, ở đất này, vong là vong của nhà này, đất này hay là vong từ đâu đến? Không nhớ đâu, người ta tên lâu rồi, không nhớ được. Không phải ra gia đình đâu mà chỉ là vong ở đất cũ thôi phải không? Cho nên là không biết được. Thế thôi vợ cảm nhá, gia đình cũng không biết. Thế lại vong. Con thương cho cái gia chủ này, không có ở gia đình toàn là người ốm đau thế này khổ lắm nhá. Thôi và tha thứ cho đời vong vong cho mẹ con gia chủ nhá. Vong của nhá. Cầu siêu cho vong rồi, thầy cầu siêu cho vong này. Để phù hộ cho gia chủ nhá, ta được khỏe mạnh cho khỏi bệnh nhá. Ngoan quá. Ngoan quá. Bây giờ thầy giúp Phong Linh đi tu học để siêu thoát, để sớm đầu thai tái kiếp làm người nhá. Rồi, cả tiền duyên nữa nhá. Cả tiền duyên. Các bé đỏ theo mẹ cũng thế, hôm nay cũng siêu thoát luôn nhá. Thầy chuẩn bị hết cho từng vòng một, tốt tất cả các lễ ở Linh Quang Điện rồi. À bé đỏ thì chưa à? Bé đỏ nói chuyện mẹ nhá. À thế để về nói chuyện với mẹ. Nói chuyện với bà đi nào. Nào, thế vong bé đỏ hả? Con là con trai hay con gái? Khái khẩu nói chuyện với thầy nghe nào. Nói chuyện cho thầy nghe nào, con. Trai hay gái? Trai hay gái? Con là trai hay gái? Trai à? Con gái à? À thế vong tiền kiếp phải không? Chồng tiền kiếp của hậu phải không? À thế à? Tiền duyên hả? À tiền duyên của hậu phải không? Thương hậu à? Ừ. Thế thôi nhá, bây giờ âm dương cách biệt. À, vong không có thể xác đâu nhá. Thế tha cho hậu thôi. Hậu có chồng có con rồi. Thế thì không yêu được nhau nhá, có yêu nhau cũng không lấy được đâu. Thì hôm nay thì hậu nhờ thầy Cao Anh để cầu siêu cho vong để phong đi học tu học tái kiếp làm người nhá. Đến kiếp sau rồi mới có thể xác mới lấy vợ được chứ. À thế à? Thế vong cần gì của hậu? À vong cần gì? Yêu hậu à? À thế à? Không yêu được rồi. Vong mời vong chén nước nhá. Mời vong chén nước vong ạ. Đi lấy chồng một con rồi. Không có cảm. Hậu có chồng con rồi. Có con rồi. Bây giờ vong thì đấy phải tha thứ cho hậu. Hậu đã đi lấy chồng có con rồi. Cho nên là bây giờ tha thứ cho hậu thôi. Vong cảm. Còn vong cần gì thì mời vong chén nước nè. Đãi vong nhá. Hậu yếu lắm. Yếu lắm, bây giờ vong thì không có thể xác mà cứ ám vào hậu mệt lắm, hậu đang ốm thì thương hậu nhá. Thì là thôi thì hôm nay nhờ thầy để thầy cầu siêu cho để vong đi tu học tái kiếp làm người, đến kiếp sau rồi mới có thể xác chứ. Không nghe thầy ơi thầy. Không nhất trí thế à. Không có thiếu tiền thiếu vàng không? Có thầy bố trí đầy đủ nhá. Thầy hôm nay thầy sắm cho đủ rồi. Không đủ ở trên Linh Quang Điện rồi. Quang Điện rồi thì để biếu vong hậu nhá. Hậu cháu này khổ lắm. Thế vong có làm hợ hạng không? Vong ốm à? Phải không? À thế hả? Thôi thương hậu nhá. Có chồng có con rồi. Thôi bất hạnh lắm. Đấy giờ hậu thôi. Đây còn vong cần gì bây giờ là hậu. Hậu đãi vong. Thì có yêu cầu gì? Vốn gì? Đầy đủ với nhá. Hậu nó yếu thế này rồi, nó có sức nữa đâu, khổ thân nó. Thôi nhờ thầy để đồng ý rồi. Nào bây giờ mời các chân linh bé đỏ theo chị Sinh lên nào. À các bé đỏ. À còn để thầy gọi các bé đỏ. Con bé đỏ.
phải bé đỏ không? Không mà bé đỏ thế, vong tiền duyên, vẫn vong tiền duyên à? Thế chưa đi à? Thôi gia chủ đã có lời xin vong rồi thì vong tha thứ cho gia chủ đi. Bây giờ thầy cầu cho về trước nhá, để bé đỏ lên nhá, thầy cầu cho về Linh Quang Điện thầy trước nhá. Thầy cầu vong thần và vong tài đất và tiền duyên về Linh Quang Điện của thầy để nhận tiền vàng quần áo trước, ăn uống ở đây trước. Thế còn muốn gì nữa nào? À thầy chữa bệnh, à thầy chữa bệnh nhỉ? Thầy chữa bệnh cho đã, đúng không? Thêm bệnh. Rồi, để thầy chữa bệnh. Rồi, đây thầy chữa bệnh luôn này, để thầy đưa về nào. Chữa bệnh xong thầy đưa về Linh Quang Điện nhá. À đúng rồi, thầy chữa bệnh cho vong. Rồi, thầy chữa nào. Con cầu Phật Tổ Như Lai, cầu quan kết Bồ Tát, con cầu địa tạng Bồ Tát giúp cho con chuyển năng lượng chữa bệnh cho tất cả các vong linh nhân binh cô hồn tại đất và tiền duyên nam theo Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đấy, thầy chữa bệnh cho vong đấy. Rồi. Con có ăn bánh không? Không hả? Thế con có thương gì nữa không? Có chứ, bây giờ mới đưa về Linh Quang Điện để lấy đồ đây này. Thầy đưa đấy, thế thầy gửi tiền vàng cho vong nhá. Để vong về Linh Quang Điện để lấy nhá. Thầy đưa về Linh Quang Điện này đây. Đấy, thì đưa về Linh Quang Điện. Con cầu Phật Tổ Như Lai, cầu quan thế Bồ Tát, con cầu địa tạng Bồ Tát đón được con tiền duyên và các vong linh tại đất gia chủ Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 về tại Linh Quang Điện nhận tiền vàng quần áo để đi tu học và tái kiếp làm người. Phật Tổ Như Lai, cầu quan thế Bồ Tát, con cầu địa tạng Bồ Tát đón được con vong thần và tiền duyên theo Vũ Thị Hậu sinh năm 1984 được đi tu học và tái kiếp làm người. Con cầu Phật Tổ Như Lai, cầu quan thế Bồ Tát, con cầu địa tạng Bồ Tát đón được con tất cả các vong linh âm binh cô hồn tại đất và tiền duyên theo Vũ Trung Hậu sinh năm 1984 về tại Linh Quang Điện nhận tiền vàng quần áo để đi tu học và tái kiếp làm người. Chào vong nhá. Rồi, về nào. Tốt nhá, về phù hộ cho gia chủ khỏe mạnh nhá. Rồi, đi nhanh. Vâng. Ôi con đảm ơn đỡ vợ. Chúc mừng nhá. Chúc mừng. Vong mở ra là bụng sẽ xẹp nha, khỏi nha. À, con nghe thấy nhưng con không làm gì được. Ok. Nào nhắm mắt đi, thầy gọi bé đỏ lên nữa, thầy siêu thoát cho các bé nào. Xin tỉnh mời các chân linh bé đỏ theo chị sinh Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 mượn ghế người trần gian. Xin tỉnh mời các chân linh bé đỏ theo chị sinh Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 mượn ghế người trần gian. Xin tỉnh mời các chân linh bé đỏ theo chị sinh Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 mượn ghế người trần gian. À, chào thầy đấy, bé đỏ chào thầy. Ừ, ngoan quá. Bé trai hay bé gái đấy? Bé trai à? Bé gái à? Sao đây? Sao con? Vong sao? Vong là bé trai, bé gái. Ai đây? Không phải à? Vong ở đất à? Thế vong nào? Vẫn ở đất nữa hả? Sao thầy ơi, sao lại vẫn vong ở đất ạ? Vong ở đất về Linh Quang Điện của thầy đi để cho bé đỏ lên nói chuyện đi nhá. Về đây. Về đây với thầy. Về với thầy. Về đây mới đẹp chứ ở đấy làm gì? Không ở đấy đâu. Nhà. Nào cho thầy mượn ghế để nói chuyện với các chân linh bé đỏ đi nào. Xin tỉnh mời các chân linh bé đỏ theo chị sinh Vũ Thị Hậu Trung Hậu sinh năm 1984 mượn ghế người trần gian. Bé đỏ lên được đâu một cái. Cười đấy. À, ngoan quá. Ừ. Ngoan quá. Bé trai hay bé gái? Khóc quá con. À, thì không quá, thương quá, thương quá. À, thế bao nhiêu lâu là mẹ không nhắc đến bé đỏ phải không? À, thế à, thế hôm nay là mẹ nhờ thầy Cao Anh để cầu siêu cho bé đỏ rồi. Thế bé trai à? Bé trai phải không? Ừ. Thế thôi,
hôm nay thầy các anh cầu siêu cho bé về nhé, để tu học tái kiếp làm người nhé. Thôi biết rồi, đừng hận bố mẹ nữa nha. Thôi hận miệng bố mẹ nữa, bố mẹ lúc ấy cũng không chưa nghĩ được đến nhá, thì chưa hiểu được gì cả. Thế bé xin bé tha lỗi cho bố mẹ nhá. Thương mẹ nhá. Thương mẹ và cái bé nữa. Phù hộ cho mẹ được khỏe bệnh nhá. Phù hộ cho mẹ mạnh khỏe nhá. Mạnh khỏe cho nó đỡ khổ nhá. Phù hộ cho ông bà này, phù hộ cho mẹ này cho khỏe mạnh nhá. Thế thương à. À thế cho con cái bánh nào. Cho đi ăn cái bánh không ăn á? Thế con uống nước không? À thế à, con không ăn à? Thế thôi, bố mẹ biết lỗi rồi. Thế thôi nhá. Từ nay thì bé đũa tha lỗi cho bố mẹ nha. Thương cho bố mẹ nhá. Thế mẹ lâu rồi bố mẹ cũng không nhớ nhá. Bây giờ mẹ yếu lắm, mẹ ốm có bệnh đây này. Thế bé đỏ thương mẹ nhá. Để phù hộ cho ông bà với bố mẹ cho nó khỏe nhá. Được rồi, thế hôm nay là thầy Cao Anh làm cầu siêu cho con để đưa bé đỏ đi tu học tái kiếp làm người nhá. Không á? Không nghe. Sao? À thế thiếu cái gì không? Thiếu thốn gì? Thưa thầy, bé đỏ còn thiếu thốn gì cho nên là bé đỏ vẫn không nghe. Không. À đấy, mẹ ốm yếu thế này, để bé đỏ về thương mẹ nhé. Mẹ đúng không? Mẹ ốm đúng không? Thế hôm nay để siêu thoát cho bé để bé phù hộ cho mẹ nhá. Ngoan thế. Bé có đói không? Bé. Rồi thầy chuẩn bị tiền vàng quần áo và linh quang điện đây rồi, cúng cho bé nhá, để bé được học để sớm đầu thai tái kiếp nhá. Mẹ gặp ác bệnh chữa đâu không khỏi, bụng to đùng rồi. Mẹ khổ lắm đấy, mẹ có bệnh thế này, bé đỏ thương mẹ nhá. Để đi tu học rồi làm phù hộ cho mẹ nhá, sống khỏi. Bé ngoan lắm, bé ngoan. Nhớ mẹ. À nhớ mẹ phải không? Đúng rồi, nhớ mẹ. Lâu rồi mẹ không vui. Nhớ mẹ nhá, ở từ lâu nay nhá. Thôi tha thứ nha. Con nhớ mẹ lắm. Nhớ mẹ lắm. Biết rồi. Nhớ mẹ ngay thôi con tha thứ cho mẹ nhá. Bây giờ mẹ mới nhớ đến để nhờ thầy để cầu siêu cho bé đỏ đấy nhá. Đúng rồi, thương. Rất là thương bé đỏ mà. Thế thì thương. Bố dỗ em, dỗ con đi một tí. Thế bố mẹ thương bé đỏ mà. Thôi bé đỏ thương mẹ nhá, để cho mẹ khỏi bệnh nhá, để cho mẹ đỡ khổ. Mẹ đỏ thương mẹ nhá. Đừng hận bố mẹ nhá. Thôi trước thì bố mẹ còn trẻ, bố mẹ chưa nghĩ được. Thế bây giờ nghĩ đến bé đỏ thì thương bé đỏ. Thì nhờ thầy cầu siêu rồi là cho bé đỏ đi tu học nhá. Bé đỏ về phù hộ cho gia đình ông bà bố mẹ nhá. Thôi, biết rồi, thương rồi, không khóc nữa. Mẹ đang ốm, mẹ mệt đấy. Không khóc nữa. Nhớ mẹ biết rồi, thương bé đỏ mà. Bây giờ thôi mẹ hậu đã nhớ đến bé đỏ xong là làm lễ xin thầy để thầy làm lễ cầu siêu cho bé đỏ nhá. Bé đỏ về khỏe mạnh rồi về phù hộ cho mẹ hậu nhá, cho nó khỏe mạnh nhá. Đừng hận bố mẹ nữa nhá. Thôi không hận đâu, thương mẹ nhá. Mẹ từ nay bệnh đấy nhá, bé đỏ phù hộ cho mẹ chống khỏi bệnh nhá. Mẹ đang bị khỏe mạnh nhá. Được rồi, thế thì bé đỏ ngoan lắm, bé đỏ tuổi năm. Thôi thương bé đỏ lắm. Thôi bé đỏ thương mẹ nhá, không có mẹ đang ốm này đừng khóc nữa, rồi là mẹ mệt nhá. Bây giờ bé đỏ cứ khóc nhiều rồi nằm mẹ lại ốm thêm đấy, mẹ mệt đấy. Thôi cha thì nay bé đỏ đừng hận bố mẹ nữa. Thôi bé đỏ sẽ là nhờ thầy cầu siêu cho bé đỏ được tốt lành rồi thì bé đỏ là phù hộ cho bố mẹ được mạnh khỏe. Thôi bé đỏ không khóc nữa nhá. Ngoan không khóc nữa. Thương mẹ nhá. Con tủi thân. Tủi thân à.
Không rồi, đúng rồi, giờ đó là đúng rồi, giờ không tôi tùy thân đâu. Cháu Hùng Sơn là đúng rồi, Hùng Sơn là đúng rồi. Thôi bố mẹ bây giờ biết đến bé đỏ rồi. Thì nhờ thầy làm lễ thì cầu siêu cho bé đỏ rồi. Bé đỏ thương, bé đỏ thương, bé đỏ thương mẹ nhá. Bé đỏ thương mẹ, đừng hận mẹ đang yêu. Tùy thân lắm cơ. Thôi không tủi thân nữa nhé. Thôi bé đỏ thương mẹ, mẹ đang yếu này con nhé. Bé đỏ mẹ đang yếu này, thương mẹ đi. Thương mẹ để mẹ phù hộ cho mẹ, để mẹ khỏe khỏi bệnh nhá. Bé đỏ ngoan này, ngoan mẹ là phù hộ cho mẹ nhá. Từ nay đi con vỗ về, từ con nay đi vỗ về con đi, thương con cái. Phải tủi thân để cho nó đi thôi nhá. Thương bố thương mẹ này, bố mẹ rất là thầy thương cầu siêu cho con nhá, cho cháu nhá, cho mẹ thương bé đỏ tốt nhá. Này bé đỏ nha, bé đỏ từ nay đi nhá, đừng hận bố mẹ nữa. Bé đỏ sẽ phù hộ cho ông bà này, được thì bố mẹ này được mạnh khỏe đấy, còn phù hộ cho em đấy. Thông minh đỏ. Học giỏi. Có nghe mẹ nhá. Được rồi, bé đỏ nghe rồi. Bây giờ thầy cầu siêu cho bé siêu thoát này, bé phù hộ mẹ này, có siêu thoát thì mới phù hộ được cho mẹ nhá. Bây giờ thầy giúp bé đây. Ngoan lắm rồi. Nào, phải đi con nhận thầy nào. Không, không đi đâu. À, không đi à? Thích ở gần mẹ à? Không đi đâu. Thích ở gần mẹ à? Phù hộ được cho mẹ không đi đâu. À thì thầy cầu siêu cho bé siêu thoát rồi bé lại về có độ cho mẹ chứ thầy có bắt bé đi đâu đâu. Bé lên chùa bé vẫn về được mấy mẹ mà con. Thầy có bắt bé đi đâu, thầy chỉ siêu thoát cho bé để bé có năng lượng cao thôi. Không đi đâu, có đi đâu, có bắt đi đâu. Không bắt đi đâu, vẫn được về mấy mẹ mà. Về với mẹ mà con về với mẹ nhá. Không đi đâu, ở với mẹ thôi. Con không đi, con ở với mẹ thôi. Ôi, bé đỏ thương thương mẹ thì bé đỏ đi 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 tu học để con phù hộ cho mẹ chứ. Con không đi đâu. Mẹ khỏe rồi sau ngày gì gì này. Bé vẫn về thăm mẹ mà. Cháu là gửi mà cháu về. Không đi, con ở với mẹ con cơ. Con không đi, con ở với mẹ con. Con ở với mẹ con cơ. Thương mẹ thì mẹ đi tu học mới về phù hộ được cho mẹ khỏe chứ mẹ bệnh đây này. Con nhớ mẹ lắm, con không đi đâu. mẹ đang yếu này, đang bà bệnh này bà thương cháu, nhà cháu cả nhà nha, thương mà mẹ thương bé đỏ cháu mà, bà thương cháu năm nha, bà thương cháu, thương bé đỏ, không đi là không đi ở bên mẹ đâu, không đi đâu ở bên mẹ, bé không đi đi tu học thì là làm sao phù hộ được cho mẹ để mẹ được mạnh khỏe nhá. Không đi đừng hận bố mẹ nữa, vì bố mẹ đã biết thì bố mẹ đã cho con mình đó. Không đi ở với mẹ, không đi đâu. Thôi bé đỏ nghe thầy này, để thầy cho bé đỏ đi chùa xong bé đỏ về thăm mẹ mà. Không đi. Bé vẫn được. Bây giờ để thầy nói chuyện với bé cho. Để thầy nói chuyện nào. Bây giờ bé muốn giúp mẹ không? Muốn. Bé có muốn mình mạnh hơn không? Muốn. Thế bây giờ mình không mạnh thì có giúp được mẹ không? Lúc nay không. Đúng rồi, lúc nay không giúp được đúng không? Đúng rồi. Thế hôm nay thầy giúp cho bé để bé tăng sức mạnh lên, để bé độ cho mẹ chứ thầy có bắt con đi đâu đâu mà phải sợ. Con sợ ra mẹ lắm. Thầy sẽ độ cho bé để tăng sức mạnh lên nhá. Bé phải có sức mạnh, bé phải có năng lượng thì bé mới độ cho mẹ này chứ. Chứ bây giờ bé là lực bất tòng tâm, đi theo nhìn thấy mẹ đau ốm mà không làm gì được, chỉ biết khóc lóc như thế là mình kém. Mình phải có tinh thần kiên định lên để mình tăng năng lượng của mình lên, mình phải giỏi, mình giải cho mẹ được chứ nhá. Hiểu không? Rồi, nghe lời thầy nào, để thầy đưa về Linh Quang Điện để cho bé nhận tiền vàng quần áo, cho quần tiền vào quần áo mới, rồi truyền năng lượng cho bé để bé tăng năng lượng lên nhá.
sao với cõi cõi sao cõi Phật để Phật độ cho bé tăng năng lượng để biết độ lại cho mẹ mình, hiểu không? Rồi, à, nghe lời thầy thì cũng là con cầu Phật tổ Như Lai, cầu quan Thế Bồ Tát, con cầu Địa Tạng Bồ Tát đón được con tất cả con đính bé đỏ theo chị sinh Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng về tại Linh Quang Điện nhận tiền vàng quần áo để đi tu học và tái kiếp làm người. Con cầu Phật tổ Như Lai, cầu quan Thế Bồ Tát, con cầu Địa Tạng Bồ Tát đón được con tất cả chân linh bé đỏ theo chị sinh Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 được đi tu học và tái kiếp làm người. Con cầu Phật tổ Như Lai, cầu quan Thế Bồ Tát, con cầu Địa Tạng Bồ Tát đón được con tất cả các chân linh bé đỏ theo chị sinh Vũ Thị Trung Hậu sinh năm 1984 được đi tu học và tái kiếp làm người. Chào bé nhá. Chào bé. Không đi đâu. Ở nhà thôi, không đi. Nghe thầy này. Nào, thầy đã cứu tụi bé rồi. Mời bé nghe lời thầy. Không đi. Để độ cho mẹ, không có mẹ lại ốm tiếp đấy. Mẹ đang ốm đấy. Mẹ đang bệnh. Không muốn đi. Bé là trẻ con nên là bé có thể nuốt lời một cách nhẹ nhàng như thế được. Mà bé mà như thế thì mẹ làm khổ mẹ thôi. Đấy. Thầy đã mời bé lên đây để đi tu học, để siêu thoát, để độ cho mẹ rồi. Bé không nghe thì thôi, bé cứ ở với mẹ nhá. Để cho mẹ ốm nhá. À, thế thì thương mẹ đi nhanh lên. Mẹ ốm. Mẹ ốm, mẹ mệt thế này mà. Nhanh còn kịp. Nhanh. Đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh. Đi luôn. Đi rồi. Ờ, nhưng thầy còn làm việc khác, nhiều việc lắm. Đi. Để đi nha. Tập tiếp. Ờ, xin chào. Phục tội cho bố mẹ ông bà nha. Đấy. Thế, tạm biệt rồi. Con chào thầy nha. Rồi, xin chào. Vâng, cho con gửi lời hỏi thăm thầy với hai bác nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, hôm nay thầy giải cho hết rồi. Khỏe bệnh thôi nha. Dạ vâng. Cái đất đấy thầy vừa truyền năng lượng giải sạch đi rồi. Bát hương bây giờ thắp hương lên, à, khấn mời các vị thần linh với gia tiên về nhà đi nha. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi xin chào. Vâng, vâng. Cảm ơn thầy ạ. Con chào thầy. Con chào thầy. Gia đình chào thầy.